Và chắc chắn hôm nay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ nhận được sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên. Ban tổ chức không bán vé mà phát miễn phí dành cho người hâm mộ. Tuy nhiên, để sở hữu một trong gần 20.000 vé vào sân Cẩm Phả là không hề đơn giản một chút nào. Bạn phải xếp hàng từ chiều ngày hôm qua để đợi tới sáng ngày hôm nay chờ phát vé. Ghi nhận của các phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại Quảng Ninh. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch thì vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 5 thì ban tổ chức mới bắt đầu mở cửa để phát hành vé mời miễn phí cho những khán giả vào sân theo dõi trận đấu tranh huy chương đồng cũng như là trận chung kết của môn bóng đá nữ tại SEA Games 31. Tuy nhiên, với sức nóng của trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan thì trước đó một ngày đã có khá đông những người hâm mộ có mặt tại cửa sân Cẩm Phả với mong muốn và hy vọng có thể sở hữu sớm tấm vé vào sân trong trận đấu này. Chúng tôi sẽ xin hứa các khán giả như vậy, cổ vũ nhiệt tình như vậy đã sẽ tiếp thêm cái sức lực cho chúng tôi để chúng tôi thi đấu tốt ở cái trận chung kết lần này.